cười đau ruột với ông Ronaldo siêu này gầy rô. Anh này đang chuẩn bị đi câu thì thấy tóc hơi tốt, che chắn hết tầm nhìn của anh nên anh quyết định đi cắt tóc rồi sẽ đi câu. Vào quán ngồi xuống ghế là anh bảo thợ cắt cho quả đầu Ronaldo. Mà chớ chưa thay là trên đời này có rất nhiều ông Rô mà chẳng hiểu sao anh thợ này cắt đúng quả đầu anh Ronaldo 2002 này. Làm anh em đi qua thấy người thì sặc nước, người thì sặc cơm. Cắt xong quả đầu anh ra hồ ngồi gầy Rô, vừa gầy anh vừa lẩm bẩm Ronaldo siêu cơ mà đâu phải Rô ngoài hành tinh. Như được cái quả đầu này ấn tượng nên cá kéo nhau đến xem và ăn nhiệt tình phết. Làm anh Rô gầy liên tội. Chiêu. Chiêu. Ui. Một tiếng nhậu.